Thế giờ dây riêng à? Giờ dây sao với lòng lại? Thầy vai chim ghê đấy. Thì bắt em ấy, mẹ. Ở đâu rồi mà nợ chết. Cầm tay chú đi. Đây. Đây con này. Quay à? Quay đi, quay cho. Ngoài tay. Cái đầu nó cũng cần lấy. Cái đầu đấy thì không cần rồi. Cái đầu cứ để trước, để nhiên thì bảo cứ để thế. Đây gọi là quay tay. Này mà không chịu chống. Thôi mà vậy. Con này ra chợ bán được. Tao ra sau bây giờ cái bụng tí nữa là cái đầu này thế là được. Mấy lít đấy. Triệu đấy. Sâu lắm rồi. Đúng là ngon rồi đấy. Để được 500. Gần 100, 200, 30 cân, 100. Lần à? 150, tính 150 đâu rồi. Đổ đồng gì không? 150 ra đâu rồi. 5 lít nào. Cái 5 lít con này mua về ăn ngon à? Đúng không? Còn gì nữa? 3 mâm thường hơn, 2 mâm. Ô, cái này bao bơm nó cũng hết con này. Thật. Trước đây nhà nhà ông ấy ở cái hoa đào kia à. Hôm nay chú Chiến mua một con nó nhỏ hơn đây, khoảng 10 15 cân này. Nó 20 cân này. 2 triệu. Đến tận nơi nó cắt cho. Nghĩa là mang tận nơi có hai đứa con gái ạ, đến nó cắt cho đàng hoàng thiết lên mâm cho nó mới đi về trả tiền cho nó về. Nhà đúng là mẹ thừa tiền khác. Thừa tiền. Thì rõ ràng thừa tiền cũng là thừa tiền nhưng mà thôi nó cũng là những người người ta phục vụ gần đẽ đấy, mình phải có phải oai chứ đúng không? Nhưng mà chung là này. 2 triệu mà mày bảo ăn thoát tiền đừng hỏi tiền ăn ăn đừng hỏi ăn đừng hỏi tiền ăn đừng có hỏi tiền hỏi tiền là thế mấy triệu thì tiếc anh bảo ra chợ mua 2 cân có 300-400 nghìn thôi mà là ngon rồi. Bình thường họ lấy mật ong mà chứ nhỉ? Cái gì? Không, do là lấy để vàng rồi đó, mật ong nó khỏi là để ngon đâu. Đục vàng này à? Mật ong mà để vàng. Đục vàng do này quay này nóng nhiệt là lâu nó là giòn lắm. Thế bây giờ lấy giấm xuống để giòn. Giấm vào để cho nó vừa là để cho nó tạo vàng vừa giòn. Lúc này ngoài cũng hay chán. Đúng rồi, lúc mà chặt ra nóng ấy ăn mới ngon lắm, còn loại này thế là. Thua này đẹp à? Làm lên đây, em múc cũng thơm này đẻ. Là cái đít thôi, hoặc cái đít. Cái đít tí nữa dồn than về. Dồn than về quay cái đít không? Cái đoạn này vàng đẹp được thôi, vàng đẹp rồi. Dồn than về đít. Rồi đi hết, cắt hết. Đầu thì được rồi. Đầu này quá là ngon rồi, vàng đẹp. Nhưng cũng phải là hăng hút đấy. Ui, chúng nó còn sớm. Hôm nay tính bảo là tầm khoảng 12 rưỡi mới. Mới chặt là thế. Bảo là không phải tầm 12 giờ kém mà ta ra. Nhanh cái má rồi gì đâu. Như cái bơi giấm này có tác dụng gì chú? Đấy nó vàng, nó giòn. Không phải phải mật ong nữa, phần to rồi gì nó ta dùng mật ong. Đúng bài ấy, không đúng bài thì cũng cái gì cũng khó thôi. Nhưng phải học hỏi. Bấp 1-2 lần thì bắt đầu mới lên rồi. Con mỡ nó khó, những con này ấy, nó kiểu không có mỡ. Nó không, con nào mỡ dựng thế nhá, mỡ dựng trong không là đấy, cái giấm này này. Bôi vào treo là ôi nó ra cũng vàng nhá. Đẹp luôn. Còn đến nay phải bên trong là có lá gì nhỉ? Mang mật này. Mật tỏi. Tỏi. Cái ta còn cho cái mùi vị hương ấy nhưng mà thôi không mình ăn không cần đâu. Ngấy vào ngấy nhiều quá. Mùi vị hương một tí. Với cái tương đồ vị một tí. Thử một tí nhá chị qua. Kia là thơm ngay. Đấy nhá. Của cái đồ vị này rất thơm ngon à. Ôi dồi, ăn còn khá đâu. Ăn lá, ăn bên nhà. Đây vừa rồi, đây là đông ngơ nó. Ây dồi. Em bảo hôm nay nhà ngoại sắp đầy đủ rồi, nhà nội chẳng lẽ ai. Mình cũng nghe thế, ngoại rất nhanh, nội chẳng lẽ ai. Vì thưa mình, bọn mình nhanh chật đấy. Ý hàng ngoại nhanh gì đâu. Hàng ngoại cũng nhanh chật. 12 tuần.
Nhưng mà phải thế. Đúng rồi. Đâu mà vào cuộc là lúc đôi khi là phải đi đến, còn phải có mặt. Ông thì ông là phải gọi đến cuộc thứ ba đi. Bây giờ mới ra rồi coi nhà thì thọ mình mới lên được không, mình tôi người khác mình chẳng lên thì mới không mắc thì ai làm thầy hôm qua bảo là thôi cố gắng là sớm mấy hôm qua đặt thằng anh bắt từ chưa 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 ba loại rồi còn này móc vừa nó say không say hôm qua không phê à, bác hôm qua có hết biệt phê rồi phê rồi thế chẳng phê rồi phê rồi mà. Lúc nãy em vừa đến em còn nhập vào một ấm. Dạ. Để anh một ly thôi đấy. Cái đằng chân đuôi đôi cái đuôi không này, thon mà. Đặt xong cái bên kia gạt xong. Nhưng mà ngay chưa? Từ từ nhá, gạt vào đây đây. Đi, đâu không còn rồi. Đâu không còn rồi. Đâu đất bên nó đã nóng rồi. Được chưa? Hạ chưa? Từ 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 từ. Đây rồi. Mông xong ý, có lấy quạt thổi không? Em tí. Hả? Nhanh tí. À, nóng à? À. Nhiệt nóng. Nóng. Tưởng là xem nó chậm chậm thì mới đoạn nào đoạn đấy. Bây giờ có đồ vàng rồi đó. Vàng giòn rồi đó, bây giờ giòn rồi đó. Còn vào làm con cà phê để quay này em được không? Ui, hay à đâu. Có chuẩn à? Lấy con cà phê quay à? Tiên ở đây nữa không? Ôi, chưa được bao lâu rồi. Cái tay sao nó? Cứ cái đó, cứ để đấy yên đấy. Tí một lúc nó khá giòn đấy mà. Quay đi. Ý, nó là cục cục cục. Cái tay thì ăn trước này. Tay á? Nó giúp bóc ra ăn được cái này. Thế ra ăn được. Cái đó không ấy, bóc ra này. Nên chỉ bằng đâu nước đâu này bảo là xem gõ mà quay chọc vào nó đi đấy không phải à cái gì nước rồi chân đằng sau nước đó sau nước này mấy cái kéo thì có ba chữ với cái cười nó há mồm nó cười ơ nó ý ghê tôi để đấy ấy anh bác ấy từ về mấy vào nó làm phá nó là rồi ngay lắp ngay khó lắm rồi ăn này mới lắm khó mới khó không ngay lắp ngay lắp ngay lắp có nước chấm chưa. Mưa đấy chạy xuống cả nó xeo 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 ở đó. Ý, chuẩn à. Đấy, nước mới óng này nóng nó đủ nhiệt đấy. Chị trong đấy. Ý, trong là bà ấy đâu rồi. Chưa đủ nhiệt giòn. Rồi như anh em mình bảo làm như này thì ấy ở nó còn hội nó đun nước sôi vào trong xong nó ấy ở nó một hội quẳng lên một cái cả nó to quá. Nó không có trong nó còn hồng đỏ. Nó đỏ. Phải làm lại hết rồi. Phải sao lại ô, không sao lại không được. Nắm vật nữa rồi nó. Tí chứ. Khói à. Khói rồi mới đấy. Ấy, khói đâu. Quẩn bằng kha thì không lương mẻ. Vừa vừa hẳn mẹ, quẩn lên đỡ. Bác ạ, nó ngay rồi mấy đấy. Hẳn. Đấy, khó chịu quá nó. Lắm tất khỏi nó, sát khỏi nó cương đấy. Sát cương sẽ ẩn hắt mà để nó không nghĩ đến mấy. Sát vào tương sát hàng gạch đối làm gì thì quay vàng má con này đâu, cái tay nó thì giòn rồi mẹ tay à. Cái tay nó giòn rồi em nói là cả đầu ở dưới nó chín hết cả rồi. Quay tay mệt mỏi không anh, quay tay à? Không bình thường đấy. Ý là vừa quay được mấy phát ra được thưởng rồi ý à, cho bắt nhẹ hẳn nó mới ở nồ nảy
Đấy kia phải cho mỡ vào thì nó mới nhẹ. Nhớt. Các cái nhớt vào. Làm ly này anh. Đỡ mỏi tay à? Này. Không được mà, được mà. Thế này. Em cũng mấy... Nè. Lúc này, lúc nãy em quay cũng được được mười triệu mà. Dạ. Đấy, đấy là anh đấy. Sao anh không hiểu được, anh biết là con á. Rồi, rửa mẹ nhá. Nước kia còn chỉ này, chứ được rồi. Tôi châm nước được này, muối vào này này, đủ ngon rồi. Ây à. Phải nặng hơi khô rồi. Con này đúng chính xác, quay nó vào tầm mấy tiếng này anh. Hơn 3 tiếng. 8 giờ tăng lên quay. Đâu là gì? 9 giờ. Quay đến 10 rưỡi. Đâu, 8 rưỡi đâu. Quay đến 10 rưỡi, 9 phút, 12 phút là bắt đầu mới ra. Như thế này là nên rồi đấy. Nên rồi. Cho nó giòn giòn một tí nữa. Cái đoạn phần báo chí kia thôi. Phần báo chí kia vào. Sao nồi không cắt lưỡi ra? Cắt kệ nữa. Cắt lưỡi ra để cho vào kia. Nhân này. Ôi à. Hồi một hai chén nữa nè. Nơi mà nơi đó này thôi mủ dai. Chén rượu. Mủ dai rồi. Cái thọ đen đen trắng. Nó cho xong. Cái này cho em làm chịu, mổ có rờ đâu. Tức kéo lên nó tức cái này. Không bạn nhiều tức làm nó. Tưa. Ô, hôm qua thế nào mình cũng không phải nấu ấy tiêu thế nào hôm qua. Cực khó ngủ luôn. Đây nó bắt đầu đi là mình bắt là. Mà qua là quá mà anh là 3 giờ một phát là dậy thôi, xem TV. Nó mưa nằm ở ghế. Một lúc xem TV giúp lại một phát là hết giấy, một phát là lại tỉnh. Bọn nó còn có cái máng nữa, nó có cái máng mỡ là thùng phi. Ờ, không á, được vừa để nhóm ở đây nó, luôn. Than, đừng than này, nó bán nó giống nhau, mà nó qua là than rồi. Không, để nó đúng nhiệt, đúng tầm kia thôi, nó. Ừ. Để nó quay à nó, thì nó, nhiệt nó lên từ dưới lên lên ấy. Không, bây giờ là mình là kiểu không có ấy, nó rộng quá à nó. Không pom. Đấy, người quay mệt à nó. Ừ, quay tay này. Người quay. Nghiệt đi, ông dở quay mệt à nào. Có chưa? Mua đi. Uống trước đi. Một chén thôi. Đấy, rót ra. Đây, có chén nè. Ừ lắm. Gì rượu đầy. Nè. Cái gì? Nước thì cho vào đây là. Ừ. Kẻ khoan. Không chịu xã giao thì anh quay ngược lại đi. Nhanh hay nướng? Số 1, khi nào bảo số 2 tăng lên. Khi nào bảo số lùi nhé. Đang tiến lên lùi. Bóng ghê là bóng tấn à nó. Bóng tông hắn là dầu dầu là dầu ăn bôi. Ui lùi. Tôi lấy bóng rồi. Kiểu nó không nứt ra kia à nó. Nó không nứt, nứt cái chân này nhìn nó đẹp lắm. Đúng rồi. Tiến vua con này. Nó gấp vào, nó gấp vào rồi xong rồi nó mỏng vào. Căng cơ cái da thịt ở nó. Công nhận ai nhưng mà công nhận là người dao đấy nhưng mà anh chưa đấy nhưng mà cốt là người móc mới là người ấy đấy nhỉ là lúc đầu cũng phải 12 giờ đấy không bây giờ quay cho nó tròn thật là bây giờ chín này chín rồi chín rồi ù đề hàng bao nhiêu lâu rồi ù hai lần rồi ù hai lần nước rồi ù đấy. Cái này quay 4 quay con 4-5 cân này. Cân này. Ấy, giờ bắn ra mầm là đảo ngược lại ở nó. Ý mưa chảy ra mầm. Nào là con chó quay đúng không? Chó quay á? Chó quay không được đâu, nó nướng anh ơi. Nướng rồi đi xong ấy. Nướng thôi. Đấy nhỉ, bọn hòa phố cái nó quay mà. Quay mà. Nó quay. Nó quay ông ngon à?
biết rồi, nhưng mà hôm anh làm nhớ người chết ở trên hai ấy, cái lò vi sóng hơi to nhá, lấy bộ trong làm rồi tiết, lấy bộ trong làm rồi tiết xong cái phần ngoài này đúng cho ướp gia vị xong cho nện lò vi sóng cái kiểu như này ấy. Ui giùm cũng như là chó sứa ngon lắm em. Này bác nghe nó không ấy, sáng nay chưa dám hôi thì anh lên phải dám hôi à? Đấy, có anh nên có động lực mạnh mẽ thế. Nó nhìn con lợn này đổi màu hết đấy. Nó đổi màu hết là mình cũng đổi tính thôi. Đúng rồi. Độ húng nó khác ngay gì đâu. Tại con lợn này đổi màu nên mình cũng đổi tính. Đấy, đây. Chú uống đi, chú đang mời chú chân à? Đang mời anh bắt à? Đang mời anh bắt à? Cháu mời anh bắt. Giao thớt là chuẩn bị chặt thôi gì? Đang bảo bên chú. Chú nào? Nào anh chặt lại rồi. Bây giờ nhớ mồm rồi. Anh nhớ mồm đấy. Nhớ mồm. Chú có mỏ lúc kia khác vậy như nào hay nó? Trong rượu không chuẩn này.